Ruby và Sarah là hai mẹ con nhà nghèo đang tất bật với công việc quét rác để mưu sinh. Từ xa, một chiếc xe hơi sang trọng lao vút qua, chở theo Emma và Poppy, hai mẹ con nhà giàu. Trên xe, tiếng nhạc sập sình vang lên cùng tiếng cười nói rộn rã. Mẹ ơi, để con giúp mẹ nha. Mình về thôi con. Dạ. Bất chợt, Sarah bị mất đà ngã xuống, làm cho chất thải văng tung tóe bắn lên đầy từng xe hơi. Sarah, có sao không con? Dạ con không sao. Bị tiếng phanh gấp đột ngột, Emma và Poppy hoảng hốt ngã nhào về phía trước. Lúc này, vệ sĩ Emma và Poppy nhìn ra ngoài với vẻ tức giận. Cái đồ nghèo hiền kia giờ xe tôi rồi kìa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi chị. Tôi xin lỗi là xong hả? Vệ sĩ Emma và Poppy bước ra, xông lại phía của Sarah và Ruby. Họ mắng nhiếc chửi rủa hai mẹ con vì đã làm bẩn chiếc xe đắt tiền của họ. Sarah và Ruby chỉ biết cúi đầu im lặng, nín nhịn chịu đựng những lời lẽ xúc phạm. Đúng là quá đáng. Đáng đời cái bọn nhà nghèo. Đi thôi con. Dạ. Hả? Nói rồi, mẹ con Emma hất mặt lên kiêu ngạo bước vào xe. Chiếc xe sang trọng lăn bánh, bắn tung tóe thùng đất lên người của mẹ con Sarah. Ta phải dạy họ một bài học. Hồi nãy hả, con thấy cái mặt hai người đó ngớ ngá mắc cười quá. Bà Tim Carey đã chứng kiến tất cả sự việc. Bà vung đũa phép tạo ra một luồng ánh sáng rực rỡ bay về phía chiếc xe của Emma và Poppy. Luồng ánh sáng bao trùm chiếc xe, biến đổi mọi thứ bên trong. Chiếc xe sang trọng biến thành xe rác cũ kỹ, đầy những thùng rác bẩn thỉu. Poppy, mẹ. Chuyện gì vậy? Poppy và Emma giờ đây đã trở thành những người vô gia cư, rách rưới, bẩn thỉu. Thật đáng đời cho hai mẹ con nhà ngươi. Bà là ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các người quá hống hách, dám coi thường người nghèo. Ta sẽ cho các người nếm mùi nghèo khổ. Không, vậy là tất cả cho tôi. Không, đừng đi, đừng đi. Giờ đây, mọi tài sản của cải của họ biến mất trong chớp mắt. Mẹ con nhà Emma bỗng chốc phải đối mặt với cuộc sống khó khăn mà họ chưa từng trải qua. Ê, có mắt không vậy? Giờ hết quần tao rồi nè. Nè, có biết lái xe không vậy? Cô biết lái xe không vậy hả? Dám đụng vô người tao hả? Buông ra! Cái thứ dơ bẩn còn dám đụng vô tao hả? Tao sẽ cho tụi mày biết tay. Tụi mày xử nó cho tao. Dạ. Lên tiếp. Ngáo hả mày? Ngáo hả mày? Ngáo hả mày? Nhớ mặt tao nghe chưa? Đi. Dạ. Không cần tiền bạc, không cần những bữa ăn thịnh soạn và những bộ quần áo đẹp đẽ. Cuộc sống bỗng chốc trở nên khắc nghiệt và họ không biết phải làm thế nào để tồn tại. Đi thôi con. Búp bê, con làm sao vậy? Con lạnh quá mẹ. Trời đất ơi, con bị sốt rồi. Cố lên con, cố lên. Không sao đâu con, cố lên. Ráng lên con, có ai không? Giúp tôi với. Có ai không? Anh ơi, làm ơn giúp con gái tôi với. Anh ơi, giúp tôi với. Giúp tôi với. Làm ơn, giúp tôi với. Chị ơi, làm ơn giúp chúng tôi. Anh ơi, làm ơn giúp con gái tôi với. Nè, cái bà giàu có lúc nãy kìa. Qua coi thử đi con. Ráng đi con, có ai không? Giúp tôi với. Sao trời mưa mà mẹ con chị lại ở đây? Là hai mẹ con chị hả? Có chuyện gì với hai mẹ con chị vậy? Con tôi đang sốt nặng lắm. Chị ơi, hay là bây giờ mẹ con chị về nhà tôi trú mưa đi, chứ bây giờ ở đây là mưa lớn dữ lắm. Nhưng mà... Đi chị, nhanh lên. Cố lên nha búp bê, cậu sắp khỏe lại rồi. Trong lúc hoạn nạn, mẹ con của Emma được mẹ con của Ruby cưu mang và chăm sóc. Mặc dù họ đã từng bị khinh thường và chế giễu, nhưng mẹ con của Ruby không hề oán giận mà sẵn sàng giúp đỡ họ. Nè, chị ăn cháo đi. Tuy khó khăn, nhưng Ruby vẫn sẵn sàng chia sẻ những món ăn đơn giản cho Emma. Cho tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với hai mẹ con cô. Thôi, cho con xin lỗi. Sao ra mà xin lỗi cậu? Không sao đâu. Thôi không có sao, tôi không có để bụng chuyện đó đâu. Thôi nè, chị ăn cháo đi. Dần dần, mẹ con của Emma cảm nhận được sự ấm áp và lòng tốt từ mẹ con của Ruby. Họ bắt đầu thay đổi thái độ và nhận ra rằng giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở vật chất mà ở tình người và lòng nhân ái. Hai mẹ con đi đâu đó? Mẹ con tôi đi làm. Cho hai mẹ con tôi đi theo phụ giúp hai người nha. Hả? Mình đi thôi. Để mẹ con tôi phụ cho. Giờ đây, hai mẹ con Emma và búp bê nhập vào cuộc sống. Họ đã bắt đầu lao động để kiếm sống. Tuy nhiên, bà tiên Fairy vẫn muốn thử thách họ thêm một chút nữa. Cái đồ nghèo hèn dơ bẩn này, mày dám làm dơ giày của tao hả? Dạ tôi xin lỗi chị. Không có xin lỗi gì hết. Tao sẽ cho tụi mày một bài học. Hôm nay trong lúc đi làm, nhìn thấy Ruby bị người xa, Emma đã đứng ra bảo vệ cha mẹ con họ, không ngại ngần dù biết mình có thể gặp nguy hiểm. Thôi mà chị, đừng mà. Đừng cái gì mà đừng. Mày là ai mà dám xé những chuyện của tao hả? Tụi mày là đồng bọn với gì? Tao sẽ cho tụi mày chết hết. Tốt lắm, tốt lắm. Hả? Xem đây. Trọng người nghèo nên ta sẽ biến các ngươi trở lại bình thường. Bà Tiên hiền hậu nhìn thấy sự thay đổi lớn trong thái độ và hành động của Emma, vô cùng hài lòng. Bà quyết định biến tất cả mọi thứ về như cũ. Gia đình của Emma lại trở nên giàu có như xưa, nhưng lần này họ đã biết quý trọng những giá trị thực sự của cuộc sống. Cảm ơn bà Tiên. Chúng tôi đã biết lỗi rồi. Chúng tôi hứa sẽ không bao giờ khinh thường người nghèo nữa. Tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt. Cảm ơn hai người vì đã giúp hai mẹ con tôi. Không có gì đâu. Hay là kể từ giờ mình làm bạn nha. Từ đó, hai mẹ con Ruby và Emma trở thành những người bạn thân thiết, luôn giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Poppy là một cô bé vô gia cư nghèo khó, phải ngày ngày lang thang trong rừng để tìm kiếm thức ăn. Hôm nay, cô vô tình nhặt được nửa củ khoai lang thơm ngon béo ú. Tưởng chừng sẽ có một bữa no nê, nào ngờ may mắn lại không mỉm cười với búp bê. Mời đức vua và hoàng hậu. Đúng lúc đó, cô bắt gặp nhà vua và hoàng hậu đang đi dạo trong rừng. Sự hào nhoáng của họ khiến cô không khỏi trầm trồ. Ước gì mình được làm người trong hoàng gia ha. Chúng ta qua bên kia đi. Dạ. Dạ mời. Nàng nhìn xem. Hả? Cái gì vậy? Ôi cái cua hoàng hậu, nguy hiểm quá. Ôi là trời, gấu. Khi nhìn thấy nhà vua và hoàng hậu đang gặp nguy hiểm, Poppy không chút chần chừ mà liền ra tay để giúp đỡ. Nàng có sao không? Thiếp không sao. Đắc Dư và Hoàng hậu có sao không ạ? Chúng ta không sao. Cảm ơn con. Dạ không có gì. Nhà con ở đâu? Chúng ta sẽ đưa con về. Dạ con không có nhà. Hả? Hả? Con nè. Con có muốn làm con gái của tao không? Hả? Người nói có thật không? Dạ con vui lắm. Con cảm ơn Đức Vua và Hoàng hậu. Nhờ vào lòng tốt và sự dũng cảm, búp bê cuối cùng cũng tìm được mái ấm cho mình. Con gái, đây là phòng của con. Cứ tự nhiên đi, tất cả là của con. Wow, lâu đài đẹp quá à. Người đâu? Mau giúp công chúa. Thần xin tuân lệnh. Mời công chúa. Wow, đẹp quá à. Mời công chúa chọn y phục. Con chọn đầm màu tím. Công chúa, hãy thay trang phục. Vua xuất thân bần hèn, nhưng khi khoác lên người bộ váy lộng lẫy, cô liền khoác lên vẻ cao sang của một vị công chúa. Rồi, con gái của ta thật là xinh đẹp. Con cảm ơn Hoàng hậu. Quản gia. Dạ. Tiếp đến, cô liền được chiêu đãi những món sơn hào hải vị mà cả đời cô chưa bao giờ được nếm thử. Con gái, con cứ dùng bữa tự nhiên. Dạ. Con gái, con ở đây ngoan nha. Ta và Hoàng hậu có chút việc. Công chúa, hãy để chúng tôi làm. Cứ để cho thành. Tuy nhiên, thay vì trân trọng và biết ơn những thứ mình đang có, búp bê lại trở nên hóng hách và ảo tưởng quyền lực. Ê công chúa, đừng làm như vậy. Công chúa đừng làm vậy mà. Vui quá đây. Đừng, công chúa. Xin lại đi. Đừng làm vậy mà. Ai chính là người mạnh nhất. Thần xin người dừng lại đi công chúa. Công chúa ơi, dừng lại đi mà. Im đi. Công chúa, công chúa. Công chúa. Vậy Đức vua. Đức vua, xin ngài hãy đòi lại công bằng cho bọn chúng thần. Công chúa thật là lộng quyền, ức hiếp tất cả mọi người trong triều đình. Dạ đúng người đó hoàng thượng, xin hãy đòi lại công bằng cho chúng thần. Chuyện này là... Dạ thưa đức vua là... Đúng rồi đó, thưa Đức vua. Không thế nào. Búp bê, con làm gì vậy? Con đâu làm gì đâu. Con vua, con bé thật là quá quắt, phải dạy cho nó một bài học. Hả? Thật là quá quắt. Để giáo dục cô con gái hư hỏng của mình, nhà vua và hoàng hậu liền nghĩ ra một kế hoạch. Nhanh lên! Lũ người hầu dối dụng này, mau đặt lên đài với ta. Dạ. Trời ơi! Con vua, để tôi. Cái lũ người hầu vô dụng này dám làm tổn hại tới hoàng gia hả? Ta sẽ cho hai người biết tay. Ngươi làm cái gì vậy? Tránh ra! Cô thật là quá đáng. Đúng là không thể chịu nổi. Xem ta là ai đây. Đức vua, hoàng hậu. Từ bây giờ con không còn là công chúa nữa. Lính đâu? Dạ. Máu đuổi búp bê ra khỏi hoàng cung. Tôi lên. Đừng mà đã. Cho con cơ hội đi Đức vua. Con biết lỗi rồi. Cho tôi vô đi mà. Cho tôi vô đi. Vì sự biến chất của mình, búp bê đã bị đuổi ra khỏi cung điện một cách không thương tiếc. Nhưng khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Con biết lỗi rồi mà. Cho con vô trong đi. Cho con vô trong đi mà. Rất tiếc là những giọt nước mắt hối hận không thể thay đổi gì nữa. Đây là búp bê cùng gia đình nghèo khó của cô ấy. Thay vì phụ giúp ba mẹ thì búp bê chỉ ngồi một chỗ và mơ mộng về cuộc sống giàu sang. Mẹ ơi, con đói quá à. Hả? Chờ mẹ ăn xíu. Nè, ăn đi con. Dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó thiếu thốn, nhưng búp bê lại vô cùng kén cá chọn canh. Nhưng vậy sao mà ăn? Búp bê, sao con? Búp bê, cô làm gì vậy? Đúng rồi, bà có cái này cho con nè. Cả ba lẫn mẹ đều cố gắng làm hài lòng cô con gái đòi hỏi này, nhưng đáng tiếc là điều kiện kinh tế nhà họ không cho phép. Trời ơi, cái này gai vậy sao mà ăn được? Con chán ba mẹ gai luôn á, con không có ăn đâu. Gia đình của mình trở thành gia đình hoàng gia ha. Ngay khi búp bê vừa dứt lời, một ánh sáng kỳ lạ bỗng nhiên phá ra từ chiếc tivi cũ kỹ nhà cô. Ánh sáng phá ra càng lúc càng mạnh, và nó lớn dần đến nỗi bao trùm cả cơ thể của búp bê. Khi búp bê vừa hoang hồn thì cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa. Không lẽ đây là cung điện thiệt sao? Chiếc ngai vàng ngay lập tức đập vào mắt búp bê. Không chần chừ, cô liền tiến tới và ngồi thử. Búp bê sung sướng nhún nhảy không ngừng, bởi vì đây chỉ là cảm giác mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên phim trước đó. Nhưng búp bê không biết rằng còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón cô. Hoàng hậu thật sao? Búp bê, tại sao con ngồi trên ngai vàng của ta? Là một công chúa sao lại không hiểu phép tắc chứ? Con... Búp bê không thể tin vào mắt mình. Ba và mẹ mình chính là vua và nữ hoàng ư? Tuy nhiên, cảm giác vui sướng và bất ngờ của búp bê đã nhanh chóng bị cơn đói thay thế. Trái ngược với cuộc sống trước kia, ở đây chỉ bằng một cái vỗ tay, một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ những món sơn hào hải vị liền được bày ra trước mặt búp bê. Wow! Khi nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn, nhìn cách nghèo hèn trước kia của búp bê liền hiện ra. Cô liền vô lấy thức ăn như một con hổ đói mà quên mất rằng mình đã trở thành một vị công chúa. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngỡ ngàng và ngã ngửa khi nhìn thấy búp bê. Ông như thế nào sao? Búp bê! Ăn uống cái kiểu gì vậy? Con đã không còn nhớ những gì mà ta đã dạy sao? Dạ hơi quên rồi. Chúng ta sẽ dạy cho con cung cách của hoàng gia. Người đâu? Dạ. Ngay lập tức, búp bê liền có một khóa học ứng xử theo phong cách quý tộc. Nhìn cho kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần thôi. Làm đi. Dạ. Búp bê làm theo, nhưng động tác của cô vô cùng lúng túng và vụng về, bởi vì cô đã bao giờ là quý tộc đâu. Không những chẳng học được gì mà cô còn khiến bạn anh trở thành một mớ hỗn độn. Búp bê, cô làm cái gì vậy? Người đâu? Dạ. Bài học tiếp theo là về cách đi lại. Bây giờ sẽ là bài tập đi lại. Dạ. Búp bê, bắt đầu đi. Hả? Đi đứng cái kiểu gì vậy? Một lần nữa búp bê lại thất bại. Ba mẹ của cô chỉ biết ôm đầu chán nản. Và để trở thành một cô công chúa hoàn hảo, búp bê phải đến với bài học cuối cùng, đó chính là khiêu vũ. Búp bê, tới lượt con. Không biết liệu lần này búp bê sẽ thể hiện như thế nào đây? Hả? Công chúa. Lần này cũng không nằm ngoài dự đoán, búp bê đi đến đâu thì nơi ấy liền biến thành một bãi chiến trường. Còn đúng là công chúa tệ nhất từ trước tới giờ. Làm bẻ mặt hoàng gia mà. Con mà cứ như vậy, không có hoàng tử nào muốn cưới con đâu. Lô 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 lô, hoàng tử xứ cà chua xin được diện kiến. Búp bê nhìn hoàng tử khập khệnh bước vào, và rồi cô há hốc khi nhìn thấy nhan sắc của chàng ấy. Kính chào đức vua. Ngọn gió nào đưa hoàng tử đến đây? Wow, đây quả là một vị hoàng tử giàu có. Chàng ta có tất cả, nhưng ngoại trừ nhan sắc. Tôi muốn hỏi cưới công chúa. Hỏi cưới? Nghĩ đến cảnh tượng khiêu vũ cùng vị hoàng tử xấu xí này, búp bê liền ra sức phản đối. Không, 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 con không có lấy hoàng tử đâu. Con phải lấy hoàng tử. Đúng vậy, ta và cha con đã quyết định rồi. Không, trời chối hiểu. Búp bê, bắt nó lại. Chúa lại. Em đâu, em là của ta. Ôm đi, ôm đi, ôm công chúa đi. Ôm đi nè, ôm đi, ôm đi. Ôm vô. Ôm đi, ôm đi. Ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Búp bê, con bị sao vậy? Ba, mẹ. Hả? Ây da. Hú hồn hú vía chỉ là mơ thôi. Hả? Con xin lỗi vì đã cư xử không tốt với ba mẹ. Con hứa là từ giờ con không có dạy nữa đâu. Búp bê, không có sao đâu. Con nhận ra lỗi là tốt rồi mà. Ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Dạ. Hả? Chú ơi, con bán với trai nè. Búp bê đã học được một bài học, nhưng cơn ác mộng ấy vẫn luôn đeo bám cô. Đây là cặp đôi mẹ con lừa đảo Emma và Búp bê. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Không sao đâu. Chỉ cần một cái nháy mắt là mẹ Emma đã có thể lấy được chiếc điện thoại từ người khác. Đi con. Mẹ ơi, nhìn kia. Đằng xa xuất hiện một tên nhà giàu đã lọt vào mắt xanh của Emma và Búp bê. Wow! Trong đầu của mẹ Emma liền nghĩ ra một ý tưởng. có sao không? Tôi không sao. Mình đi con. Dạ. Thôi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tôi không có nhà. Vậy cô về nhà tôi đi. Hả? Không được đâu. Tôi ngại lắm. Đừng ngại, nhà tôi ngay đây. Hai mẹ con cô về sống với tôi đi. Mình đi thôi. Chỉ cần dựng lên một tình huống giả là hai mẹ con Emma và Pepe đã có thể tiếp cận được tên nhà giàu Ryan. Wow. Hai mẹ con cứ tự nhiên nha. Pepe còn đói rồi đúng không? Dạ. Ông ngồi đây, tôi đi lấy đồ ăn cho con nha. Dạ. Hai mẹ con tự nhiên nha. Trong khi Emma vì những món đồ lấp lánh và giá trị trong nhà Ryan hút mắt, thì Pepe lại bị thu phục bởi tấm lòng ấm áp của anh chàng. Để chú giúp con. Ngon không? Dạ ngon. Em đó. Emma. Ăn đi. Và chỉ ngay đêm hôm đó. Nhằm lúc Ryan đã ngủ say, hai mẹ con Emma và Pepe đã bắt đầu hành động. Emma, Pepe ơi. Pepe hả? Pepe, con có sao không? Pepe, Pepe. Con bị thương rồi. Đợi chú ở đây. Tấm lòng ấm áp của Ryan đã khiến cho Pepe cứ ngỡ rằng anh chính là người cha đã thất lạc của mình, và từ đó mà đem lòng cảm mến. Hai mẹ con bị sao vậy? Chuyện là như vậy nè. Pepe, Pepe, con có sao không? Pepe, Pepe ơi. Pepe, sau này con phải cẩn thận hơn biết chưa? Dạ. Kế hoạch không thành công khiến cho mẹ Emma vô cùng tức giận và quyết tâm thực hiện kế hoạch tiếp theo. Anh phải đi làm rồi, hai mẹ con ở nhà nhé. Dạ. 네? Búp bê, hành động thôi. Nhưng mà Emma đã quyết tâm vơ vét hết tất cả những của cải trong nhà Ryan. Còn búp bê thì lại đang chần chừ. Cô bé nghĩ rằng Ryan không phải là một người xấu. Và đáng lẽ ra mẹ và chú Ryan phải là một cặp đôi mới được. Mẹ ơi, mình đừng lấy nữa. Chú Ryan là người tốt đó. Hả? Búp bê, con nói gì vậy hả? Nhưng mà mẹ... Tránh ra. Wow, xạo to rồi. Con trộm, mẹ con cô ấy đang gặp nguy hiểm. Mẹ ơi, nguy hiểm lắm, ra ngoài đi mẹ. Búp bê, con phiền quá. Ôi không, Emma đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng cô không hề từ bỏ. May, Ryan đã xuất hiện kịp thời và kịp thời vô hiệu hóa bẫy. Emma, em có sao không Emma? Mẹ, chú Ryan, hai người có sao không? Emma, em... Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em không xứng với anh đâu. Búp bê để thôi con. Đừng đi, anh không trách hai mẹ con đâu. Chúng ta vẫn là một gia đình nha. Cái trộm kia, đứng lại đó. Tiền của tôi, đứng lại, đứng lại, đến kia, đứng lại. Mất dấu hắn rồi. Trật cổ tay rồi. À, anh ghé nhà tôi đi, để tôi băng bó cho. Như vậy thì phiền cô lắm. Không có sao, coi như là có qua có lại đi. Cảm ơn em. Em thật là chu đáo. Mẹ ơi, con đi học mới về. Mai, để mẹ giới thiệu. Đây là chú Ethan, bạn của mẹ. Chào con. Mẹ, chú ấy là kẻ trộm đó. Con nói gì vậy? Chú sở hữu nhiều tài sản như vậy, tại sao phải đi trộm chứ? Đúng rồi đó Mai, chú Ethan là một người tốt. Nhưng mà con đã nhìn thấy chú ấy ăn cắp đồ. Mai, không được vô lễ như vậy. Đi lên phòng cho mẹ. Mình biết ngay mà. Đó. Chú Ethan là kẻ trộm đó. Mẹ, theo con. Ý thôi mẹ. Wow. Trời, cái gì thế này? Tặng em. Wow, lãng mạn quá. Trời đất ơi. Anh yêu em. Của em nè. Không, mẹ. Mẹ, mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ. Hả? Mày. Trời ơi, mày cái thằng gái ranh này. Mẹ, chạy mau đi mẹ, chạy đi. Cho chú nè. Mình phải báo cảnh sát thôi. Cảm ơn hai mẹ con đã giúp tôi bắt được tên tội phạm này. Đi. Mai, mẹ xin lỗi vì đã không tin con. Không sao đâu mẹ, mình đã bắt được tên trộm rồi. Học sinh nào? Ồ, đẹp trai quá. Bạn biết gì chưa? Ai là người chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng cổ động sẽ là người đồng hành cùng với siêu sao bóng rổ Dragon. Siêu sao bóng rổ Dragon là niềm mơ ước của mọi cô gái. Và Putte cũng không là ngoại lệ. Cái đoàn nhà hàng như mấy người mà cũng đòi cổ vũ bên cạnh trách nhanh nha. Học sinh giàu. Nhìn nè. Bạn cứ chờ đó, mình sẽ thắng bạn cho mình xem. Để tao coi. Với lòng hâm mộ của mình với siêu sao bóng rổ Dragon và những lời khinh thường của Sushi làm đòn bẩy, Putte đã đưa đến quyết định tham gia chương trình và nhất định phải giành chiến thắng. Bởi vì chỉ là một cô bé nhà nghèo nên Putte đã đầu tư cho cuộc thi bằng trí óc sáng tạo của mình. Vậy là đã xong bộ đồ cổ vũ xinh đẹp tuyệt vời rồi nha. Trái ngược hoàn toàn với Putte chính là Suzy, con gái nhà giàu. Chào cô chủ. Bộ này sao? Dễ thương ha. Xấu quá. Bộ này dễ thương nè. Mà thương không có dễ. Màu hồng, dễ thương. Tôi lấy bộ này. bạn nhỏ của chúng ta đã chuẩn bị xong cho cuộc thi rồi. Bây giờ là thời gian đếm ngược. Mình không để yên cho nó được. Suzy, bạn tính làm gì? Làm gì hả? Suzy, sao bạn quay đau quá vậy? Suzy, bạn dừng lại đi mà Suzy. Quá đáng hả? Để tao coi mày thắng tao bằng cách nào. Bắt đầu chương trình là phần thi của Suzy. Suzy, 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 Suzy. Mình phải làm sao đây? Làm sao? Làm sao? Hả? Hi. Cảm ơn phần trình diễn của Suzy. Và bây giờ là phần thi của Puppy. Chắc là nó sẽ không thi được đâu. Và phần thi của Puppy. Chín mươi tám, 99, 100. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình Gia đình mạnh nhất thế giới. Và giải thưởng lên đến con số $5.000. Hey, chưa hết đâu. Vậy là người sở hữu chiếc cúp vàng danh giá này. Mẹ ơi. Hả? 2 giờ mà đăng ký thi rồi mẹ. Đúng rồi mẹ. Yes. Jim ơi, mình tham gia nha. Ok. Xin chào tất cả quý vị. Và tiết mục đầu tiên đến từ gia đình Bobby. Gia đình của Bobby chỉ có ba Jim là chăm tập thể dục thể thao, còn mẹ Emma, Mike và Bobby thì lại lười biếng, ăn uống lại không lành mạnh. Cả nhà vô tình xem được cuộc thi tìm kiếm gia đình mạnh nhất ở kênh TV với giải thưởng lớn thì đã quyết định đăng ký đi thi. Không lên nổi ha. Cả nhà đã nhanh chóng bị loại bởi vì cả ba mẹ con quá yêu. Ba ơi, làm sao để thắng được đây? À, bà có một cách. Ha, huấn luyện thể lực. Bên trái, quay. Để đảm bảo cho kỳ thi tiếp theo, ba Jim đã ra quyết định huấn luyện sức khỏe cho cả nhà. Tiến lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ba ơi, tụi nó hảo làm được. Tục ngữ có câu có thực mới vượt được đạo, và đây bà Jim cũng dùng cách này để khuyến khích tinh thần luyện tập thể dục thể thao của cả nhà. Thành công rồi. Phần thưởng nè. Sau khi trải qua nhiều bài tập vất vả, cuối cùng ba mẹ con cũng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới. Vài tuần sau. Wow, và phần thi cuối cùng đến từ gia đình gia đình mình. Cố lên, bà tin mình làm được. Oh wow, có lẽ thì việc này đối với bà Truyền hoàn toàn dễ dàng. Nhưng còn đối với ba mẹ con thì sao? Cả nhà mình ơi, phải nâng tạ lên cao mới thắng được. Cả nhà cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, ráng lên. Chúc mừng gia đình thắng cuộc Bobby. Yeah, mình làm được rồi. Từ nay gia đình mình phải tập thể dục thể thao thường xuyên mỗi ngày nha. Và cuối cùng, nhờ tinh thần luyện tập thể dục thể thao, gia đình của Bobby đã nhận được giải thưởng lớn và chiếc cúp vàng danh giá. Trên đường đi học về của ba bạn nhỏ Hot Puppy, Mike và Sarah. Để mình chơi trò chơi. Wow, cùng Puppy chơi nhảy lò cò thôi nào. Puppy, coi chừng. Puppy, đừng nhảy lắp cúng, nguy hiểm lắm. Đâu nguy hiểm gì đâu. Không, búp bê đang rơi. Cái gì vậy trời? Đây là đâu vậy? Sao mà tối thui vậy? Còn giờ ồm thui quắc nữa. Con gì vậy? Đừng có lại đây á nha. Mình có ý này. Puppy, múc cần câu vô ba lô đi em. Dạ. Xong rồi anh Mai ơi. Anh Mai ơi, em lên không được. Bé đã chẳng may rơi xuống dưới nắp cống. Mike và Sarah đã tìm đủ mọi cách để đưa cô bé lên. Thế nhưng mà có vẻ như chẳng có cách nào khả thi cả. Cách này cũng không được đâu. Anh Mai, cứu em. Ơi, giờ sao Sarah? Mình không biết nữa. Poppy ơi. Ha. Tụi con làm gì dưới miệng cống vậy? Dạ em con bị rớt xuống cống rồi chú. Hả? À, chú có cách. Alo, bảo hộ hả? Hỗ trợ tôi với. Để tôi. Thật may, đã có chú cảnh sát phát hiện kịp thời và giúp các bạn nhỏ gọi cứu hộ. Bây giờ, búp bê đã được cứu rồi. Không ạ, đừng lại đây. Hả? Yên tâm cô bé, đã có ta đến cứu cháu rồi. Dạ. Bám chắc chú nha. Dạ. Bám chắc chú nha. May quá, cháu bé đã được cứu. Con cảm ơn chú cứu hộ nha. Mà nè, từ nay con không có được chơi những nơi nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa? Hả? Dạ. Từ nay, nếu gặp nguy hiểm, các con hãy gọi 113. Dạ. Bạn nhỏ nhớ nha, đừng bao giờ chơi trên nắp cống, nguy hiểm lắm đấy. Anh làm tốt lắm. Wow. Đẹp quá à. Anh Mai, cho em chơi với. Thôi, bỏ trọn đi. Bỏ con thổi. Khi mà đang chăm chú và cẩn thận lắp từng miếng Lego, sản phẩm gần như là hoàn thiện cho tới khi búp bê động tay vào. Ôi trời, công sức của tôi. Búp bê, vừa lòng hại vậy em chưa? Anh ước rồi hả? Em biến mất đi cho rồi. Mai vừa dứt lời, sấm sét nổ đùng đùng, cánh cổng không gian mở ra, đồng thời quái vật Copycat xuất hiện. Hả? Ta đến đây là để bắt em gái của ngươi. Búp bê! Thấy búp bê bị bắt đi, Mai vô cùng hoảng hốt, liền vội chạy theo để giải cứu cho em gái của mình. Ông là ai? Đó chính là Copycat. Ta đến để biến điều ước của người thành hiện thực rồi đó. Không, đó sao mình làm thiệt vậy? Muốn thấy em gái chứ gì? Hả? Búp ơi! Có hai búp bê luôn hả? Anh ơi! Ý là thiệt nè! Búp bê nè! Em gái nè! Hey! Ta cho người 5 phút để vượt qua thử thách nha! 5 phút! Copycat nhân bản búp bê thật ra thật nhiều búp bê giả. Mày phải dùng cách gì để chọn ra búp bê thật đây? Mẹ! Game này sao làm khó mai được chứ? Anh ơi, em ăn xong rồi nè, em là búp bê. Không phải. Cái nết mà ăn dưa hấu như vậy chỉ có búp bê em gái của Mai mà thôi. Đây chính là búp bê. Tưởng vậy ăn bố ngoại hả? Ra vẽ nữa đi. Aha, à, có cách rồi. Thôi. 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 Đây là búp bê. Để coi ngươi kiếm bằng cách nào. Nè. Đây là búp bê. Đây mới là búp bê. Búp bê ở đây. Hết giờ rồi. Em gái của người sẽ phải ở đây mãi mãi. Búp bê. Anh ơi, cứu em rồi. Thời gian kết thúc. Mày thất bại. Kết quả là búp bê thật đã bị Copycat nhốt lại mãi mãi. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Hú hồn hú vé thật chứ. Tỉnh dậy sau giấc mơ kia, Mai nhìn búp bê và cảm thấy ân hận. Anh Mai ơi, em lắp xong Lego rồi nè, đừng giận em nữa nha. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ với em. Bây giờ tụi mình chơi chung nha. Dạ. Hả? Điều gì đã làm cho búp bê sợ như vậy chứ? Lại mấy cái tên mắc tạc này nữa. Đi đâu đó nhóc? Đưa cặp kiểm tra đây. Trả cặp cho mình. Trả cặp đây. Sang xịn mình luôn. Nè, tới đây lấy nè. Lấy đây. Trả lại cho mình đi mà. Sao? Muốn lấy lại đúng không? Lấy đi, lấy đi. Đây. Búp bê ấm ức dữ lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Trả cho tôi. Trả đi. Trả cho tôi. Thả ra. Thả ra. Giành nữa đi, đánh cho bây giờ. Sự gặp gỡ tình cờ giữa búp bê và thầy võ sư này đã thay đổi cả cuộc đời của cô bé. Ông già kia, ông phá chuyện của tôi đúng không? Võ sư mặc dù tuổi đã cao, nhưng với những động tác điêu luyện của mình cũng không mấy khó khăn trong việc hạ gục tên Eric. Cô gái, võ của cô đây. Tôi cảm ơn ông. Đi cẩn thận nha. Đã quá. Thầy ơi, thầy dạy giỏi cho con nha. Không. Thầy ơi, đây mà thầy. Trời đất ơi, níu cái chân tuột quần bây giờ. Thầy ơi, con đứng đây từ chiều coi thầy luôn á. Tôi mang này, nhắc này mà. Thôi được rồi, ta dạy. Sau khi Bê-xê-lết năn nỉ, cuối cùng thầy cũng đã chấp nhận dạy võ cho búp bê. Hảo công phu. Tới lượt con đó. Ấy chà cha. Không có biết là có ra ngô ra khoa gì không nữa mà múa quá vậy ta. Búp bê, con tập trung vô cho thầy. Dạ. Bài thứ 2.000. Dạ. Wow, bất ngờ chứ bà già. Ngạc nhiên với cái body 6 múa của thầy chưa? Búp bê, tới lượt con đó. Nè búp bê, múa mạnh lên. Dạ. Ngoan rồi ông giáo à. Và sau một thời gian luyện tập vất vả, cuối cùng búp bê đã tiến bộ hơn rất nhiều. Búp bê, vậy là con đã học xong bí kíp võ công rồi đó. Ta có món quà để tặng cho con đây. Có cả con thầy. Bây giờ đó là của tao. Trả lại cho tôi. Của bạn nè. Cảm ơn búp bê nhiều nha. Cảm ơn bạn. Có gì à, lại là ăn nhỏ này hả? Nay ăn gan hùm hả mày? Ned và Robin không thể ngờ rằng búp bê của ngày hôm nay đã khác so với ngày hôm qua rồi. Không còn nhút nhát nữa đâu, đã sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, mọi nơi. Lần này tôi tha cho đó. Mai mốt không có được bắt nạt người khác nữa nghe chưa? Tôi biết rồi. Lần sau tôi không có dám nữa đâu. Lẹ đi mày, lẹ lên. Giờ thì búp bê không những có thể bảo vệ mình mà còn bảo vệ được cho người khác nữa. Búp bê 10 điểm. Búp bê, búp bê anh giỏi quá à. Bạn đúng là anh hùng luôn á. Giỏi lắm. Búp bê đứng ở bên ngoài, mê mẩn nhìn vào chiếc máy chơi game được trưng bày ở trong cửa hàng. Nhưng mà ông chủ đã bán nó đi mất rồi. Mình chơi chung với. Khỏi. Đưa đây cho tao. À, tao nói là đưa đây. Dạ. Liệu hồn hay chưa? Còn hồn đâu nữa mà liệu. À, phải copy liền. Internet trấn lột được máy chơi game của Ben. Búp bê cũng bắt chước làm kẻ bắt nạt để có được thật nhiều đồ chơi. Liên tục trấn lột rất nhiều đồ chơi của những đứa trẻ nhỏ hơn mình. Quan ước lắm hàng vậy. Búp bê, anh dìu em riết rồi em hư đúng không? Mặc dù đã được anh Mai hết lời khuyên can, nhưng mà búp bê vẫn không chịu nghe. Búp bê, em không có được làm như vậy. Búp bê à, tính ra làm kẻ bắt nạt cũng nhàn chứ bộ. Nó sẽ là của mình. Thấy gì không? Đưa đồ chơi cho tao. Đâu có xà lơ như vậy được. Hả? Em làm lớn chuyện lên bây giờ. Búp bê trấn lột xe điều khiển của Sam, làm cho Sam khóc lóc và gọi mẹ đến để cầu cứu. Hả? Trời ơi, mít ướt đồ. Mẹ ơi! Mẹ! Làm màu làm mè gì giả trần quá vậy? Đi trước nè. Hả? Mẹ ơi! Chị đã cướp đồ chơi của con. Mẹ hả? Cướp đồ chơi? Mày... Cô gái cưng đây. Đứng lại. Chưa có xong đâu. Hả? Cô ơi, cô biết lỗi rồi, cô tha cho cô nha cô. Ranh. Sợ hãi xin tha và vị cứu tinh đã xuất hiện. Cô ơi, cô tha cho em con đi cô. Cô bước xin sổ lại. Cô ơi, đây là tất cả đồ chơi của con luôn á. Cô tha cho em con nha cô. Mẹ ơi, con thích mấy cái này lắm á. Lần Lần này ta tha cho đó, lần sau thì không có cửa nha cưng. Dạ dạ, con hết có bông để lần sau rồi cô. Con cảm ơn cô. Đi về con. Dạ. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Búp Bì, em có sao không? Dạ, em không có sao hết. Em nhớ không có được bắt nạt người khác nữa nghe chưa? Dạ. Anh Mai, em xin lỗi vì đã không có nghe lời anh. Em hứa kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ bắt nạt người khác nữa đâu. Không sao, em nhận ra là tốt rồi mà. Mình về nhà thôi. Mẹ ơi, mình về nhà thôi con. Dạ. Ba năm sau đó, Dream và Búp Bê đã có một cuộc sống mới. Búp Bê, đây là cô Harry, sắp tới sẽ là mẹ kế của con đó. Hả? Cái gì? Cô chào con. Con không có cần mẹ kế. Sao con hư vậy hả? Con không thấy cô đang mang bầu hay sao? Bằng một cách thần kỳ nào đó mà người phụ nữ tên Harry này đã lừa được bố Jim và trà trộn vào căn nhà vốn đã lạnh lẽo tình mẫu tử này. Trong một lần chơi máy bay điều khiển từ xa trong nhà, Búp Bê đã vô tình phát hiện ra cô ta chính là một tên trộm. Đang trong lúc cố gắng thó những đồ có giá trị trong nhà, Harry phát hiện ra có chiếc máy bay đang quan sát mình. Cô ta đã không ngần ngại dùng chiếc búa trong tay đập vỡ chiếc máy bay. Không được, mình phải nói cho ba nghe. Ba ơi ba, hồi nãy con vừa chơi cái này nè ba. Con thấy con Harry là trộm. Ba phải tin con. Người phụ nữ tên Harry này quả thực là đa mưu lắm kế. Để qua mắt được bố Jim, cô ta đã giàn cảnh đổ tội cho Búp Bê. Đau, đau. Em có sao không? Cái này nè, chuyện là vậy nè. Búp Bê, sao con hư vậy hả? Bà nói bao nhiêu lần rồi? Cô ta nói dối đó bà. Đi lên lầu cho ba, nhanh. Con ghét ba. Ôi trời ơi, bà thương, bà thương. Ngày hôm sau, Dream có việc bận phải đi ra ngoài. Anh đi nha cục cưng. Anh đi đi mà, trễ bây giờ đó. Nó đi rồi. Qua gom hết đồ cho chế. Đón lại chưa? Rồi em xin qua liền. Và đây chính là lúc cô ta lộ rõ bản chất thật của mình. Okay. Wow. Chúng ta giàu rồi. Gớm gớm gớm. Cô đang ăn trộm hả? À, bị lỗ rồi, lỗ rồi. Mày ngu, bắt nó. Lên lầu gom tiếp cho chế. Ồ, trên lầu còn hả? Tiền ơi, anh đến đây. Đi bên này. Cúp đi, bà có quà cho con nè. Lê cái mông mày đi coi, chứ khí thiệt chứ. Ủa sao không con? Cô là đồ ăn trộm. Đồ ngu, lụm nó. Cái thằng ngu này, mày lụm nó chưa? Mày chết với bà. Đồ giả này con. Tôi sẽ đưa chúng về đồi thịt ngược đó. Cải tạo tốt nha. Ta xin lỗi con nha, vì đã không nghe lời con nói. Dạ không sao. Gia đình nghèo. Dream và Mai là hai cha con nhà nghèo ngổ ngáo, thích đi lừa đảo và trộm cắp để sống qua ngày. Ây chà, có vẻ hôm nay không có phải là một ngày đẹp trời cho hai cha con kiếm ăn rồi. Gia đình giàu có. Ok. Trời, cứu con. Nè con trai, con có sao không vậy? Nhìn thấy hai cha con nhà Jack giàu có mới đã giả vờ đau bụng thu hút sự chú ý để lén lút ăn cắp trang sức và tiền của nhà họ. Hay là chú đưa con tới bệnh viện nha. Khỏe ơi, hết đau rồi chú. Con cảm ơn chú nhiều nha, con đi trước. Nè. Mê chữ E kéo dài chưa? Wow. Cái gì kia? Hai cha con nhà Dream lại tiếp tục bày trò để ăn vạ hai cha con nhà Jack nữa kìa. Anh ơi, anh có sao không? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Ba ơi, ba có sao không ba? Hả? Đây là ba con hả? Dạ, ba con á chú. Để chú coi thử ba con sao. Chú ơi, chú cho con tiền đưa ba con đi bệnh viện đi chú. Chờ chú 2 giây nha. Không thôi ba con không có qua khỏi. Nè, tiền nè con. Nè, anh cố gắng lên nha. Ăn chừng này sao ba con sống được đấy. Tại ba con rồi chú ơi. Ba ơi, còn nhiêu nữa hết đi ba. Ăn chừng này là sống được rồi, sống rồi. Đi ba ơi. Trời ơi, tức quá mà. Nhưng khi đã lừa được tiền vàng của hai cha con nhà Jack, Dream và Mike đã vô tình đánh thức quái vật Skibidi đang ngủ. Hả? Chà, dám phá giấc ngủ của tao hả? Quái vật! Trời! Bọn chúng kìa! Nè! Quái vật! Chạy đi đâu? Nè, mình phải giúp họ thôi. Dạ. Sơ hở là bỏ chạy hả? Ngay giây phút quái vật Skibidi đang định biến Mike thành bông câu thì cũng là lúc Jack đến kịp và giải nguy cho Mike. Rồi là cái tay của tôi. Để ba. Dạ. Tôi tụi mày chết chắc. À, trời đất ơi, nổ quá, anh nổ quá trời ơi. Alo. Trời đất ơi, cái gì mà tối thua vậy nè. Mày ba có sao không ba? Bây giờ tụi lục tụi bay. Bọn ngon thì nhào vô đây. Mày thách tao hả? Không hề có một động tác thừa, Jack đã nhanh gọn lẹ tiêu diệt được quái vật Skibidi, biến Jin trở lại bình thường. Em ơi, ba đỉnh quá à. Là ba đẹp trai của con mà Suzy. Hả? Con cảm ơn chú vì đã cứu con với lại ba của con. Không có gì. Cảm ơn anh nha. Tôi hứa sẽ không lường gạt nữa đâu. Thiệt á. Quân tử nhất ngôn nha. Trường đang tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang và Bob đây vô cùng có nhã hứng để tham gia. Chú ơi, con muốn đăng ký nữa. Mày nghĩ mày là ai mà mày đã tham gia cái này? Cậu cái bánh rau câu, mày không có cửa thắng được tao đâu. Vậy thì cậu chờ đi. Cuộc tranh tài giữa Bob Day và Suzy. Chào mừng mọi người đến với chương trình thiết kế thời trang. Và bây giờ các em hãy lựa chọn những đồ vật trong hai chiếc hộp này, phải hoặc trái. Trò chơi bắt đầu. Vòng 1. Cứ mỗi lần thi cử là y như rằng Suzy sẽ gọi cầu cứu từng đội sĩ của mình. Nghe cô chủ ơi, hành động đi. Dạ biết rồi. Ủa alo. À, thì ra là Suzy nhân lúc cúp điện đã chơi ăn gian nè. Con chọn bên phải. Cái gì vậy? Thôi được rồi, nếu Suzy đã chọn hộp bên phải thì hộp còn lại sẽ thuộc về búp bê. Mở hộp. Bê làm gì có sự lựa chọn nào khác được chứ. Chỉ biết nhận phần thiệt thòi về mình mà thôi. Để tao coi mày làm được gì với cái đống đó. Đúng nhận, sai cãi. Mặc dù không có trang phục có sẵn, nhưng đầu của búp bê đã nảy số ra rồi. Con Suzy đã chiếm được ưu thế nên khá là vênh váo và đắc ý. Nhìn bén á Suzy. Cái gì vậy? Nhưng mà trang phục của búp bê đẹp tuyệt vời, tỏa hào quang lấp lánh. Trời ơi, súp con nhà bà Sắc 10 điểm. Và bây giờ là vòng 2. Vòng 2. Ở vòng 2 này, luật chơi y chang vòng 1. Phải hoặc trái. Trò chơi lại bắt đầu. Chắc là Suzy lại gọi cầu cứu từ vệ sĩ cho mà coi. Ý chắc. Hello. Hành động. À, ok. Bây giờ thì vệ sĩ còn giả làm lao công, trà trộn vào phòng thi để tiếp tay cho Suzy nữa chứ. Bên trái. Con chọn bên trái. Vậy thì bên phải sẽ thuộc về búp bê. Búp bê lại một lần nữa không có quyền được lựa chọn và nhận phần bất lợi về mình. Suzy này chơi ăn gian quá đi à. Chiếm được phần ưu thế, Suzy vui vẻ cười khoái chí. Tuy nhiên, trong đầu của búp bê lúc này cũng đã vụt ra một ý tưởng độc đáo. Nhìn thấy thiết kế tuyệt vời của búp bê khiến cho Suzy há hốc mồm. Sao bộ đó đẹp dữ vậy? Suzy tức tối, không cam tâm, liền nghĩ ra cách để đối phó. Và người thắng cuộc là Suzy. Cầm lên. Quá xuất sắc. quả bóng sáu màu này sẽ giúp cho Suzy giải tỏa cơn bực tức trong lòng, giành chiến thắng tuyệt đối. Chết tiệt. Trời. Suzy, em làm cái trò gì vậy? Em đã bị loại khỏi cuộc thi. Sau cùng, nhờ sự thông minh khéo léo, búp bê mới chính là người chinh phục giải thưởng. Tuyệt vời. Búp bê, em là người chiến thắng trong cuộc thi thiết kế thời trang. Giỏi lắm. Ơi, nhìn nè. Ê, kìa. Tom và Eric dường như đã nhắm trúng Emma, một người phụ nữ hiền lành và giàu có. Nhóc, nói nghe nè. Ok. Hành động. Rồi, có gì gặp sao ha. Emma đã không thể ngờ được rằng cuộc gặp gỡ với người đàn ông này mang theo cả một âm mưu. Sao mà chị đẹp chưa vậy chị? Cảm ơn. Nhìn kìa chị. Hả? Bớt làm chuyện ối vậy nghe chưa? Đưa đây. Có sao không con? Dạ con không sao. Của cô nè. Cảm ơn con nhiều. Nhà con đâu, con đưa con về nha. Con không có nhà. Vậy con về nhà cô đi. Thiệt hả cô? Đi con. Dạ. Thương cho hoàn cảnh của Tom, Emma quyết định đưa Tom về nhà để giới thiệu với búp bê. Và có vẻ như Emma định cho cậu bé này trở thành một phần của gia đình mình. Búp bê, mẹ về rồi nè. Mẹ về. Đây là Tom, người cứu mẹ sáng nay đó. Kể từ bây giờ Tom sẽ là anh của con ha. Không, con từ chối nhận. Tom đừng giận nha con. Tại mẹ chiều nó riết, nó hư á. Thôi bây giờ mẹ con mình lên lầu ha. Dạ. Hi. Ooh. Bây giờ mọi thứ đều đã bị phá vỡ khi búp bê vô tình phát hiện ra một bí mật đen tối về Tom. Cậu ta đích thị là một tên trộm. Mẹ ơi, thằng Tom là trộm nè. Mẹ ơi mẹ, lắm chuyện rồi nè mẹ. Nghe luôn. Mẹ, thằng Tom là trộm đó, mẹ nhìn đi. Mẹ ơi, chuyện không phải như vậy đâu. Hiểu liền à. Đáng đời, cũng khỏi nhà tao. Cái kết là vậy á mẹ. Búp bê, sao con xấu tính vậy? Con không có. Thôi kệ nó đi con, lên phòng với mẹ nè. Dạ. Và kết quả là mẹ Emma đã tin tưởng hoàn toàn vào Tom, từ chối tin điều mà búp bê đã nói. Wow, con trai mẹ ngoan dữ ta. À, mẹ. Ở nhà ngoan nha, mẹ đã giỡn. Bye bye mẹ. À, con. Chim sẽ gọi lại bạn. Tới đây lẹ lên. Phải đi rồi, nhanh lên. Ok. Nhưng sự thật sớm đã được làm rõ. Tom đã liên lạc với đồng bọn Eric và cả hai đã quay lại nhà của búp bê với mục đích trộm cắp. Lơ như vậy lại đi nha. Đây lầu lụm luôn. Gái rượu ạ. Hả? Có chuyện gì vậy con? Toan rồi mẹ ơi, Tom nó dẫn ông nào vô nhà mình trộm hết đồ á mẹ. Oh wow. Hả? Ăn trộm. Lúc này mẹ Emma đã không thể tin rằng người mà cô đã đưa vào nhà mình lại là một kẻ xấu. Mày dám chơi tao hả? Ăn đi con. Dạ. Em cùng với búp bê hợp tác lại để ngăn chặn Tom và Eric. Một cuộc đấu tranh nảy lửa bắt đầu giữa hai phía với sự quyết tâm không ngừng từ Emma và búp bê để bảo vệ ngôi nhà và tình yêu thương của họ. Mẹ xin lỗi vì đã không tin tưởng con nha búp bê. Đâu có gì đâu mẹ, nhà mình an toàn là được rồi nào. Thương lắm nè. Sinh nhật của búp bê. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với búp bê. Cô bé luôn có ước muốn được tổ chức sinh nhật của mình trong nhà hàng bên cạnh gia đình yêu quý. Của con nè. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Mình sẽ đặt tiệc sinh nhật ở nhà hàng. Búp bê, con nhà nghèo. Chú ơi, con muốn đặt bàn sinh nhật. Lấy cho tôi một bàn sinh nhật VIP nhất ở đây. Còn đây là Suzy, con nhà giàu. Dạ, có liền. Nghe mà mày đặt ra dễ đặt tiệc sinh nhật ở đây hả? Hài hước gì đâu á. Dạ, được. Khoan, bàn của cô ở bên kia kìa. Dạ. Vì gia đình khó khăn, búp bê chỉ có thể đặt một góc nhỏ trong nhà hàng mà thôi. Đồ nè, tự trang trí đi. Nhà nghèo thì chỉ được như vậy thôi à. Trong khi đó, Suzy lại có một căn phòng VIP sang trọng. Cẩn thận nha. Dạ, biết rồi. Nhìn thấy ghê vậy trời. Thấy cãi ta đây. Đồ đề. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ba mẹ tới rồi. Ba mẹ ơi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ba có quà cho con nè. Ba ơi, bé xỉu. Suzy. Ba mẹ. Cục vàng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật con gái. Chúc mừng sinh nhật con gái. Đây là những món quà ta tặng cho con. Wow, con cảm ơn ba mẹ. Alo. Ồ, được rồi, tôi tới liền. Được rồi, ba mẹ có việc phải đi. Con ở lại ăn sinh nhật vui nha. Ba con gái nha. Ba mẹ, ba mẹ. Con gái ơi, ăn miếng nè. Cưng quá à. Con không có cần mấy món quà này nữa. Hai mẹ con giúp bạn đi. Mày đi với mình. Suzy, cậu có sao không? Mình không sao. Ủa, mà ba mẹ cậu đâu? Ba mẹ của mình đều bận hết, cho nên là không có đón sinh nhật chung với mình được. À, hay là cậu đón sinh nhật chung với gia đình mình nha. Cậu nói thiệt hả? Nhưng mà mình xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu. Không có sao đâu, mình không có giận cậu đâu mà. Đi ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Cậu thổi nến đi. Chúc mừng sinh nhật. Đây là một cô bé nghèo, hàng ngày đã phải nhặt chai nhựa để kiếm sống. Ủa, cuộc thi tìm kiếm tài năng sáng tạo. Wow. Xin chúc mừng Búp Bê. Mẹ phải tham gia cuộc thi này mới được. Cô ơi, cho con đăng ký tham gia nha. Ok. Tránh sang một bên. Cô ơi, con muốn đăng ký tham gia. Được thôi. Ê, tôi tới đăng ký tham gia trước mà. Mình tưởng cậu là ăn mày không đó. Cái gì? Cô đăng ký cho con trước. Dạ đợi đi cô đăng ký cho con mà. Được rồi, hai bạn đều sẽ được đăng ký nha. Tôi muốn đăng ký trước bạn. Thôi được rồi, dừng lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng sáng tạo. Suzy chuẩn bị cho mình một bộ đồ trang điểm chuyên nghiệp. Búp bê thì tận dụng những nguyên liệu mà mình tìm được. Trời, đẹp vậy. Các bạn của chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Dạ rồi. Đồ thua cuộc. Ê, cậu nói gì hả? Ê. Nhanh cái tay lên. Khoan, đợi em chơi. Woohoo! Cảm ơn quý vị đã có mặt vào buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp theo là phần thi tài năng. Phần trình diễn đầu tiên xin mời Suzy. Và tiếp theo đó chính là búp bê. Chuyện gì vậy kìa? Và người chiến thắng hôm nay không ai khác đó chính là Búp Bê. Cuối cùng, nhờ vào tài năng sáng tạo của mình, Búp Bê đã giành được giải quán quân. Tối nay lớp chúng ta sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh. Các em nhớ chuẩn bị nha. Dạ. Henry, em cảm ơn cô. Thiệp của em này John. Dạ, em cảm ơn. Còn đây là Stada. Em cảm ơn. Còn một thiệp nữa là... Búp Bê lại chạy đi đâu nữa rồi ta? Trong khi cô giáo Sophia phát thiệp Giáng sinh cho cả lớp, Búp Bê lại không có mặt. Nguyên nhân là đây. Hẹn gặp lại các em vào tối nay nha. Dạ. Thích quá à, có tiệc rồi. Thích quá à. À, hay là tụi mình đi mua đồ trang trí Giáng sinh đi. Ok. Xíu nữa ha, mình sẽ mua trái trâu nè, con tuần lầu nè, rồi mấy cái đồ để trang Giáng sinh. Rồi, giờ mình tới đó rồi lựa cái nào đẹp đẹp mình mua hết nha. Nhìn thấy các bạn vui vẻ bàn tán về bữa tiệc, còn Búp Bê thì chỉ có một cảm giác lạc lõng bao trùm. Dám lén mà chơi Giáng sinh hả? Tụi mình đi về nhà chuẩn bị đi. Quả thực thì sự nhầm lẫn này đã đẩy cô bé vào một tâm trạng khó tả. Vì vậy Búp Bê đã nảy cảm hứng theo dõi họ từ xa. Không, không, không. Ủa? Không, không, không. Dạ. Thôi. Thôi. Cậu lại làm như vậy chứ? À, ai bảo ai cũng có thiệp mà mình không có anh trai? Không có phải vậy đâu. Thiệp của cậu cô Sophia để trên bàn rõ ràng luôn mà. Bê, cậu hiểu lầm rồi đó. Mình được mời hả? Xin lỗi các cậu nha, mình phá hứa trơn rồi. Không sao đâu Poppy, bây giờ mình cùng trang trí lại nha. Mình cảm ơn các cậu nhiều nha. Cả lớp cuối cùng cũng chấp nhận lời xin lỗi của Poppy. Và sau đó thì mọi người cùng nhau hợp sức lại để trang trí lại bữa tiệc Giáng sinh. Họ cũng quyết định tự làm giường ngủ theo ý thích của mình. Poppy Bạch Sa Ra quyết định làm giường màu hồng theo phong cách của công chúa. Trong khi Mai và John lựa chọn làm giường màu xanh theo phong cách siêu nhân. Tổ chức một buổi kết thúc để trình diễn giường ngủ của họ. Trong khi đó, Mai và John quyết định chơi đấu kiếm, tạo nên một bầu không khí sôi động và vui nhộn. Tuy nhiên, không may thay, trong lúc chơi, khiên của Mai đã bị văng đi và vô tình làm hư đồ trang trí của búp bê và Sarah. Mai, sao là vậy? Búp bê nhìn thấy tiệc rượu của mình đã bị phá hỏng, không thể nào giữ được bình tĩnh, ngay lập tức lao vào để trả đũa. Đừng có buồn nữa. Mình cùng làm lại tiệc ngủ nha. Quyết định hòa giải, cùng làm lại tiệc ngủ với sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh và màu hồng. Từ giờ chúng ta phải hòa thuận, không được cãi nhau nữa nha.